Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 2, ngày Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình nhân. Vậy ngày lễ tình nhân năm nay có gì khác so với mọi năm khi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp? Nằm trên tuyến đường Lê Duẩn, trường Đại học Vinh, vốn là điểm tập trung khá đông các bạn trẻ là sinh viên. Thế nhưng chưa có năm nào những người kinh doanh hoa và kẹo sô-cô-la ế ẩm như năm nay. Vắng bóng khách vì sinh viên nhập học muộn theo chủ trương phòng chống dịch COVID-19 của các trường đại học đã làm cho những người bán hàng ở đây thêm lo lắng vì các mặt hàng này để lâu sẽ hư hỏng, quá hạn sử dụng. Sản phẩm sống phủ màu mài đa dạng nhưng mà chỉ có điều là không có khách mà mua thôi anh ạ. Ế lắm, sinh viên chứ không gì hết ế ạ. Trong khi nhiều điểm kinh doanh dịp lễ tình nhân gặp khó khăn thì một số cửa hàng đã có những cách thức để thu hút khách khá mới mẻ. Những hộp kẹo sô-cô-la thay vì nhập ngoại thì đã được cơ sở này tự sản xuất để bán ra thị trường trong dịp lễ. Mẫu mã khá đa dạng và bắt mắt, giá bán cũng vừa phải. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng trở thành kênh bán hàng được cơ sở này phát huy triệt để. Từ tại mình làm thì mình đảm bảo được chất lượng của mình hơn. Và thứ hai là so với thị trường ở bên ngoài thì sản phẩm của nhà em sẽ kiểu có mặt hàng độc lạ hơn á. Thì là đến với khách hàng thì dễ hơn và được nhiều khách hàng thích hơn. Không chỉ có hoa, sô-cô-la là tặng phẩm được ưa thích của các đôi bạn trẻ trong ngày lễ tình nhân. Nhiều mặt hàng khác như trang sức, đồ mỹ phẩm, quà handmade, hàng độc lạ tiếp tục là lựa chọn của giới trẻ và những đôi lứa yêu nhau trong ngày lễ này. Em mua một chút mì phẩm và sô-cô-la và hoa tặng bạn gái thôi. Nhân dịp ngày Valentine. Gạt bỏ những bộn bề của cuộc sống, lo lắng với tình hình của dịch bệnh COVID-19, sự quan tâm chân thành và tình cảm dành cho nhau của các đôi lứa thông qua những món quà là thứ không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân.